Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thắp nến trong đêm mưa gió không bao giờ bị tắt, dù gió có lớn mấy cũng không tắt được. Đây là cái nến dùng để thắp khi nhà mất điện hoặc là mỗi lần mình cúng ngoài trời, mình thường thắp hai cái nến hai bên. Nếu mà gió lớn thì nó hay bị tắt giữa chừng. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách thắp nến khi gió lớn cũng không bao giờ bị tắt. Nếu mua nến về các bạn để nguyên nến này các bạn thắp là khi có gió lớn là ngọn nến tắt ngay. Bây giờ rất là đơn giản, các bạn lấy một cái tờ lịch, miếng lịch chiều tường, miếng lịch nhỏ nhỏ. Nếu không có lịch thì các bạn lấy một tờ giấy bất kỳ, giấy hoặc cái phong bì thư đây, thì các bạn quấn xung quanh ngọn nến này các bạn thắp, đảm bảo gió lớn mấy cũng không tắt được. Đây mình lấy một cái phong bì thư đã dùng rồi, nó tiện là trên phong bì là có cái kêu dán, là khi mình quấn xong mình dán lại nó dễ, nó dễ thực hiện. Các bạn quấn lại. Nếu các bạn có kiêu hồ các bạn dán thì dán quẹt vào đây các bạn dán nó chắc. Đối phong bì này nó ở đây có một lớp kiêu hồ rồi, các bạn thì lấy nước miếng nước bình thường các bạn dán là nó sẽ dính. Đây. Bạn thấy đã dán xong một cái kiêu nến. Giờ mình thắp thử cho các bạn xem, giờ mình bật quạt cho các bạn xem. Thứ nhất là mình sẽ so sánh cái quyền nến nào là nó cháy lâu hơn và có tắt hơn. Đây là một cái quạt, đây là cái quạt điện, mình thử nghiệm mình bật quạt luôn xem cái nến có bị tắt không nhé. Đây quạt điện này, mình thử nghiệm mình bật này. Đấy, khi gió lớn ngọn nến không có giấy tắt ngay, ngọn nến này vẫn cứ cháy trong gió. Các bạn thấy quạt kêu vù vù, gió mạnh không tắt được. Đấy, dù ngoài trời gió có mạnh không tắt được. Để mình bật lại cho các bạn xem nhé, mình tắt quạt, mình bật lại, tắt lại. Rồi mình bật quạt. Đấy, gió rất mạnh là cái ngọn nến nào tắt. Các bạn thấy ngọn nến này lại tắt ngay. Ngọn nến này là vẫn ngoài gió mạnh, vĩnh cửu không tắt được. Đấy, dù các bạn nghe tiếng quạt chưa? Vù vù vù. Đấy, tiếng quạt các bạn thấy không tắt được. Nó cháy nhờ cái giấy nó bao bọc xung quanh. Nó còn nến nghĩa là khó tắt. Các bạn thấy mình đã thí nghiệm thắp hai lần hai ngọn nến mà dưới gió lớn mà ngọn nến không bao giờ tắt. Đây là một mẹo rất đơn giản, rất hữu ích. Nếu các bạn thấy hay, like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.